Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá cà phê hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2021. Phụ nữ TV chúc các bạn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới diễn biến trái chiều. Trên sàn London, giá cà phê duy trì đà tăng. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021, tăng 10 USD trên tấn. Mức giao dịch là 1.379 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, tương đương với mức giá là 31.700 đồng 1 kg. Còn ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2021, bật tăng thêm 12 USD trên tấn, với mức tăng là 0,86% và lên mức giao dịch là 1.410 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, thì hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 7 tương đương với mức giá là 32.415 đồng 1 kg. Khối lượng giao dịch cà phê Robusta trong phiên vừa qua ở mức khá cao trên mức trung bình. Trái ngược với xuống tăng trên sàn London, giá cà phê Arabica trên sàn New York đảo chiều giảm nhẹ. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021, giảm 0,25 sen. Mức giao dịch là 132,2 sen trên bao. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2021 cũng giảm đi 0,25 sen. Mức giao dịch là 134,2 sen trên bao. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cổ phiếu Mỹ phục hồi đã làm cho giá cà phê Arabica giảm nhẹ trong phiên vừa qua. Các chuyên gia đánh giá New York vào ngày giao hàng đầu tiên của tháng 5 mà có mức giảm không đáng kể là tín hiệu tốt cho giá cà phê trên thế giới. Đối với giá cà phê trong nước ngày hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê tăng thêm 200 đồng trên 1 kg. Mức giá được thu mua từ 32.300 đến 33.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tại khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc được thu mua với mức giá là 32.400 đồng 1 kg và ở huyện Di Linh, mức giá là 32.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được thu mua từ 33.200 tới 33.400 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 33.400 đồng 1 kg. Khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê được thu mua ngày hôm nay là 33.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê được thu mua từ 33.000 đến 33.100 đồng 1 kg. Khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, mức giá là 33.100 đồng 1 kg. Và ở huyện Chư Prong, giá cà phê là 33.000 đồng 1 kg, tăng thêm 200 đồng so với phiên giao dịch trước. Cùng xu hướng tăng ở tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 33.100 đồng 1 kg. Và ở huyện Đắk Rơ Lấp, giá cà phê được thu mua là 33.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, ngày hôm nay được thu mua với mức giá là 33.100 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng thêm 200 đồng và hiện được thu mua với mức giá là 34.500 đồng 1 kg. Các bạn vừa nghe những thông tin giá cà phê ngày hôm nay ngày 22 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.